Thưa quý vị, với 42 ca mắc COVID-19 được xác định liên quan tới ổ dịch tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, trong đêm hôm qua, bệnh viện này đã vận chuyển hơn 1.000 bệnh nhân và người nhà sang Bệnh viện Đại học Y, Bệnh viện Thanh Nhàn, Bệnh viện Đức Giang để tiếp tục điều trị và cách ly nhằm giảm bớt mật độ giãn cách và sớm làm sạch bệnh viện. Tất cả những người này đều được vận chuyển và bố trí khu điều trị theo từng nhóm để đảm bảo an toàn phòng chống lây nhiễm chéo. Bắt đầu từ 19 giờ tối qua, hàng chục xe ô tô từ cấp cứu xe buýt đã được huy động đến khu vực phong tỏa của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để vận chuyển bệnh nhân và người nhà sang các cơ sở y tế khác để điều trị. Tất cả người bệnh và người nhà được chuyển đi đều đã có 2 lần xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Là một trong gần 400 người được chuyển sang điều trị tại Bệnh viện Thanh Nhàn, bệnh nhân này cảm thấy rất yên tâm khi mình được chuyển sang một nơi an toàn hơn để hoàn tất thủ tục sau khi đã phẫu thuật. Cứ bên kia mình cho là vùng đỏ đi, mà bọn mình rất sốt ruột được chuyển sang bên này. Sau khi chuyển sang bên này lúc 10 giờ đêm qua thì thấy rất yên tâm, rất thoải mái, mà cơ sở vật chất ở đây là rất đảm bảo. Còn bệnh nhân này được chỉ định vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để mổ u máu. Tuy nhiên mới nhập viện được mấy tiếng đồng hồ thì bệnh viện bị phong tỏa do có ca dương tính. Vì vậy, đến nay chị vẫn chưa được phẫu thuật. Sau 4 ngày thì bệnh viện vẫn nghỉ, chưa làm việc nên tôi chưa xử lý được, chưa được mổ. Vì thực sự là tôi cũng không biết tình hình dịch bệnh có kéo dài hay không nên tôi đăng ký ra viện Bệnh viện Việt Đức để về Thanh Nhàn. Hy vọng là sẽ được chữa trị tại Bệnh Thanh Nhàn để sớm hồi phục sức khỏe, còn ra viện. Để đảm bảo an toàn phòng dịch, tránh lây nhiễm chéo, khi chuyển sang các cơ sở y tế khác, người bệnh và người nhà sẽ được bố trí điều trị theo từng nhóm, từng khoa phòng như lúc ở bên Bệnh viện Việt Đức. Hạn chế tiếp xúc chéo giữa các đơn vị. Bên cạnh đó, họ cũng sẽ được lấy mẫu xét nghiệm để sàng lọc COVID-19 theo định kỳ. Mặc dù là âm tính nhưng mà vẫn theo cái tiêu chuẩn là đây là những cái đối tượng nguy cơ cao thì chúng tôi vẫn cứ tiếp tục một hai ngày nữa chúng tôi lại xét nghiệm và xét nghiệm theo định kỳ để làm sao mà mình phát hiện sớm nhất những cái trường hợp mà ca F0 để bóc tách những cái F0 đấy ra khỏi cái khu điều trị. Thế và đồng thời thì chúng tôi vẫn phải nhắc nhở kiểm soát bệnh nhân, người nhà bệnh nhân tránh đi lại nhiều trong cái khu vực các cái buồng bệnh và đảm bảo cho người bệnh cũng như là người nhà người bệnh để không lây nhiễm chéo giữa phòng nọ và phòng kia. Các bệnh nhân được chuyển từ Việt Đức đi đều là những người có nguy cơ mắc COVID-19 rất thấp. Họ là bệnh nhân đã được phẫu thuật, đang cấp cứu hoặc đang chờ để xử lý bệnh. Vì vậy, để đảm bảo chuyên môn, các bệnh viện sẽ chủ động hội chẩn với Bệnh viện Việt Đức để xử lý trong trường hợp cần thiết với ca bệnh nặng. Một số các bệnh nhân mà đang ở trong cái giai đoạn mà cấp cứu thì chúng tôi vẫn tiếp tục trong những cái điều trị cấp cứu như là điều trị những cái thuốc dịch truyền, oxy và các cái chế phẩm máu để đảm bảo cho bệnh nhân vẫn duy trì cái chỉ số sinh tồn của người bệnh. Đối với những bệnh nhân nặng hoặc là những cái bệnh nhân mà cần phải theo dõi chặt chẽ thì chúng tôi vẫn phải có một cái kết nối giữa các thầy ở Việt Đức theo từng các cái chuyên khoa. Ở thời điểm phong tỏa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức còn khoảng 1.054 bệnh nhân, 1.018 người nhà và hơn 1.000 nhân viên y tế. Để giải tỏa và làm sạch Bệnh viện Việt Đức dự kiến sẽ chuyển khoảng 200 người, gồm cả bệnh nhân và người nhà sang Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, 450 người sang Bệnh viện Thanh Nhàn và 350 người sang Bệnh viện Đức Giang để tiếp tục điều trị. Cảng cá nằm ở thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã bị phong tỏa, đóng cửa do liên quan đến nhiều ca mắc COVID-19 trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây. Sở Y tế Bình Thuận đã điều động gần 400 nhân viên y tế tới Phan Thiết để hỗ trợ tổng lực xét nghiệm sàng lọc tìm F0 trong cộng đồng. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ trong cảng cá được yêu cầu sắp xếp, thu dọn và kết thúc hoạt động. Việc đánh bắt hải sản cũng phải dừng đối với tàu thuyền của ngư dân các phường trên địa bàn. Hiện còn khoảng 180 tàu cá đang đánh bắt trên biển. Để không gây thiệt hại kinh tế, các tàu này sẽ được phép cập cảng, bốc rỡ hải sản khi về bờ, sau đó neo đậu đúng vị trí để phòng chống dịch. Theo Sở Y tế Bình Thuận, các ca nhiễm cộng đồng ở Phan Thiết tăng trở lại, chưa có dấu hiệu dừng lại và khó kiểm soát do chưa rõ nguồn lây. Từ ngày 25 tháng 9 đến nay, thành phố biển này đã ghi nhận 158 ca nhiễm cộng đồng. Từ thực tế tại cảng cá Bình Thuận cho thấy nguy cơ dịch xâm nhập và lây lan từ đường biển là rất lớn. Thời gian qua, đồn biên phòng Sông Đốc Cà Mau đã triển khai và thực hiện nghiêm công tác kiểm tra kiểm soát, tuyên truyền ngư dân phòng chống dịch COVID-19, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép. Hàng ngày trên vùng biển tỉnh Cà Mau,
có hàng nghìn phương tiện, hàng chục ngàn lao động của các tỉnh Cà Mau, Kiên Giang và các tỉnh lân cận trực tiếp đánh bắt khai thác thủy hải sản. Quá trình hoạt động trên biển không loại trừ có tàu đánh cá của Việt Nam tiếp cận với tàu đánh cá của người nước ngoài và ngược lại. Vì vậy, đơn vị đã tổ chức tăng cường tuần tra bảo vệ chủ quyền vùng biển, kết hợp nắm tình hình, đặc biệt tuyên truyền cho ngư dân nâng cao ý thức phòng chống dịch COVID-19. Qua các mặt công tác thì chúng tôi đã triển khai các lực lượng phương tiện tuần tra kiểm soát trong gài các chốt trong khu vực biên giới địa bàn quản lý. Thì trong thời gian qua thì chúng tôi đã nắm chắc tình hình trên biển và xử lý nghiêm trong 5 vụ, trong đó là có khởi tố các cái vụ án liên quan đến cái vấn đề tổ chức nhập cảnh trái phép, không để lọt một đối tượng nào nhập cảnh trái phép vào địa bàn. Anh Trần Ngọc Quang, ngụ ở khóm 1 và anh Nguyễn Văn Quân, ngụ ở khóm 3, thị trấn Sông Đốc, đều là thuyền trưởng của hai tàu đánh cá dài ngày trên biển. Tuy ở ngoài biển, nhưng nhờ nhận thức được sự nguy hiểm của dịch COVID-19 đang gây ra, hai thuyền trưởng đã tích cực chủ động phòng chống dịch cho bản thân và các thuyền viên trên tàu. Thì em cũng có nghe thông tin báo đài thì mà bệnh COVID-19 này thì tụi em cũng có mà đề phòng. Tụi em ở dưới ghe em lúc nào cũng đi không tới 10 người, từ 7 người. Rồi tụi em lúc nào cũng mang khẩu trang với mà rửa tay diệt khuẩn hàng ngày. Thì mình cũng nghe tuyên truyền trên đài báo chí đài đó. Thì giờ thì mình cũng gắn ngựa hợp tác với biên phòng rồi. Khi vào cửa biển, lực lượng làm nhiệm vụ đều kiểm tra theo trình tự quy định phòng chống dịch của Bộ Y tế, đảm bảo khoảng cách, đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, rửa tay diệt khuẩn, ghi chép đầy đủ thông tin cá nhân từng thuyền viên để quản lý khi đi vào đất liền. Thì cũng qua nghe thông tin trên báo đài, cũng mình cũng nắm được cái tình hình dịch bệnh này rất là nguy hiểm và quan trọng. Thì tôi người ở Kiên Giang nhưng mà cũng thường xuyên ra vô Sông Đốc này, thì tôi cũng có ý thức được phòng tránh ở kia, mình có lên trình độ thì cũng phải mang khẩu trang, tẩy rửa tay trước khi vô làm việc với cơ quan của biên phòng. Cùng với tăng cường phòng chống dịch, đồn biên phòng Sông Đốc cũng đã đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm hình sự, buôn lậu, gian lận thương mại hoặc lợi dụng phòng chống dịch COVID-19 để vi phạm pháp luật. Sau một thời gian dài tạm ngưng hoạt động để thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19, sáng hôm nay tại huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh, 4 tuyến xe buýt đầu tiên đã được hoạt động trở lại trong niềm vui của người dân. Ghi nhận của phóng viên VTC trong sáng hôm nay. Đây là tuyến xe buýt số 90 thuộc hợp tác xã vận tải số 26, chạy tuyến phà Bình Khánh, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một trong 4 tuyến xe buýt được phép hoạt động trở lại trong ngày hôm nay của thành phố Hồ Chí Minh. Để đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch, các tài xế và nhân viên trên xe bắt buộc phải tiêm đủ 2 mũi vaccine và có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 trong vòng 72 tiếng đồng hồ. Trong khi hành khách đi trên xe thì phải thực hiện đủ quy định phòng chống dịch theo nguyên tắc 5K trên suốt hành trình. Từ lúc bị dịch tới giờ cũng khoảng 3 tháng nay chưa chạy lại, thì nay chạy lại ngày đầu thì thấy cũng mừng cho bà con đi lên đi xuống huyện Cần Giờ cho nó thuận tiện. Do là ngày đầu, người dân chưa biết nhiều thông tin và cũng để bảo vệ sức khỏe, vì vậy lượng hành khách chọn phương tiện xe buýt chưa được nhiều. Theo quan sát, mỗi chuyến chỉ có lác đác 3 đến 4 người. Trong cái thời gian mà cấm ấy thì nó bà con ta đâu có đi đứng gì được, mỗi khi ta đi công chuyện này cũng chuyện kia nó bất tiện đủ thứ. Có xe buýt thì bà con ta đi nó rất là ngon lành, thuận tiện. Bây giờ là dịch Tết cho nên là xe buýt không đi được. Thì bây giờ xe buýt có lại thì em thấy là kiểu như là vui, với lại thấy thuận tiện hơn, được đi lên Sài Gòn, với lại được giao hàng lại cho mẹ em. Theo Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hồ Chí Minh, ngay sau khi các tuyến xe buýt hoạt động, trung tâm sẽ đánh giá tình hình cụ thể để triển khai các bước tiếp theo. Với các tuyến xe buýt còn lại trên địa bàn thành phố, căn cứ vào nhu cầu đi lại của người dân và tình hình dịch bệnh, trung tâm sẽ rà soát và báo cáo Sở Giao thông Vận tải để qua đó thực hiện việc hoạt động trở lại trong thời gian tới. Trong thời gian tới thì trung tâm cũng sẽ tiếp tục làm việc với các ủy ban dân các quận huyện khác, tổ chức khảo sát và mở lại các tuyến xe buýt trục chính cũng như các tuyến xe buýt mà vận chuyển đến các khu công nghiệp, khu chế xuất phục vụ cho công nhân đi làm trở lại.
Để tham gia lưu thông, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu người dân phải sử dụng mã QR khai báo di chuyển của ứng dụng VNeID và mã QR có thể hiện lịch sử tiêm chủng của ứng dụng Y tế Hồ Chí Minh hoặc sổ sức khỏe điện tử cho đến khi ứng dụng PC COVID chính thức đưa vào hoạt động. Trường hợp không có mã QR thì xuất trình một trong các giấy tờ như là người mắc COVID-19 đã khỏi bệnh dưới 6 tháng, đã tiêm chủng vaccine ít nhất 1 mũi đối với loại vaccine tiêm 2 mũi và 14 ngày sau tiêm.